Thưa quý vị, hiện tại Duy đang đứng ở lăng mộ của Lều Văn Minh, ngài phò vua Lý Thái Tông, Bình Chiêm và được vua phong làm đô đốc đại tướng quân. Vào ngày 28 tháng 6 năm 1996, Bộ Văn hóa và Thông tin đã cấp bằng công nhận cấp quốc gia di tích lịch sử đền thờ và lăng mộ Lều Văn Minh. Và hiện tại Duy đang đứng ở phường Thọ Xuân, thành phố Bắc Giang, cách trung tâm thành phố khoảng hơn 1 km thôi và cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 50 km. Ngôi mộ này thì cách lơi thờ của ngài khoảng 200 m. Đồ thống đại tướng quân Lều Văn Minh là người như thế nào? Mời quý vị và bạn cùng Duy tìm hiểu dưới video nhé. Trước khi quý vị xem tiếp, quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Cảm ơn quý vị. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Trải qua hơn 1.000 năm, thấm thoát thời gian trôi đi như nước chảy tiên bay, lịch sử dân tộc Việt Nam, non sông đất nước Việt Nam đã trải qua bao thăng trầm thịnh suy, vũ trụ bao la, cuộc thế biến đổi. Nhưng cuộc đời và sự nghiệp chiến đấu hy sinh của đô thống đại tướng quân Lều Văn Minh vẫn là viên ngọc sáng chói của quê hương, góp phần bảo vệ non sông Việt Nam mãi mãi trường tồn. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Nhân dân đời nọ tiếp đời kia vẫn hương khói phụng thờ trên tấm bia đá ở lăng mộ Lều Tướng Công đã ghi rõ. Phàm những người có công đức với nhân dân, với nước đều được ghi chép để đời sau nhớ tới. Này thấy Lều Đại Vương vì đời mà quên thân là trung, vì dân mà trừ hại là công. Trung với nước, công với dân, đó là vị thần chính trực. Thưa quý vị, Thọ Xương là vùng đất cổ gắn bó hữu cơ với Bắc Giang và cả nước ngay từ buổi bình minh lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Thọ Xương nằm trên con đường thiên lý, nằm trong các đạo lộ trấn trọng yếu, có vị trí địa lý chiến lược quan trọng, đã từng là lỵ sở của phủ Lạng Giang, của huyện Bảo Lộc. Dấu vết khảo cổ để lại tuy không còn nhiều, nhưng di tích và sách sử đã cho thấy rõ điều đó. Căn cứ vào nội dung các tài liệu hiện còn trong di tích, ở đền là 4 đạo sắc phong, 1 pho tượng thờ, ở lăng mộ là 2 tấm bia đá, và ở sử sách như Bắc Giang Tỉnh Chí của tác giả Trịnh Như Tấu, được ghi lại là sau khi Lều Văn Minh còn gọi là Lều Tướng Công mất, dân thôn Hòa Yên, Lang Thương, Cung Nhượng, Hướng đã lập đền thờ phụng tưởng nhớ mãi mãi về ông. Trải qua bao nhiêu bước thăng trầm của lịch sử hàng mấy thế kỷ đến nay, hầu hết các đền đình thờ Lều Tướng Công trên đây đã bị tàn phá, duy chỉ có đền thờ và phần mộ ở thôn Hòa Yên này còn tồn tại đến ngày nay. Cả hai công trình của di tích đã từng bị thời gian và chiến tranh tàn phá, nhân dân địa phương mới đây đã tu bổ xây dựng cho khang trang như hiện nay. Thế sự vần xoay và một sự trùng hợp ngẫu nhiên là đình chùa cổ Hòa Yên sau hàng ngàn năm di chuyển đôi lần lại trở về tọa lạc ở chính nơi địa linh mà tổ tiên đã xây dựng đình thuở ban đầu, xứ Đồng Bãi Đình, cửa huyện. Các di vật, tài liệu quý giá ở di tích vốn trước có rất nhiều nhưng đến nay chỉ còn lại 1 pho tượng Lều Tướng Công, 1 pho tượng phu nhân Lều Thị và 4 đạo sắc phong của triều đình nhà Nguyễn phong tặng cho cả hai ông bà Lều Tướng Công ở trong đền. Còn ở ngoài lăng mộ của ông, ngoài mộ phần bên dưới, trong khu vực lăng chỉ còn 2 tấm bia đá ghi khắc về thân thế sự nghiệp của Lều Tướng Công và việc công đức của nhân dân địa phương xây dựng tu bổ lăng mộ này. Căn cứ vào nội dung tấm bia đá ở lăng mộ Lều Tướng Công và 4 đạo sắc phong ở đền Hòa Yên hiện nay, với sách Bắc Giang Tỉnh Chí của tác giả Trịnh Như Tấu viết cách đây 100 năm, xác định được rằng lịch sử người được thờ tức Lều Tướng Công cụ thể chi tiết như sau. Nam Bình Giang Sứ, đời vua Lý Thái Tông, ở thôn Cao Xá thuộc huyện Tiên Phúc, tỉnh Nghệ An có hai vợ chồng Lều Chân và Hoàng Thị, sinh nhai về nghề đánh cá trong cái hồ tỉnh ấy. Hồ ấy sâu như lòng chảo, một hôm, vợ chồng kéo lưới lên, thấy một con hoàng xà chui ra ngoài lưới, rồi bò chung quanh người Hoàng Thị. Hoàng Thị sợ quá, lấy gậy đập cho hoàng xà, thì rắn biến mất, từ đấy về tụ thai. Đến ngày mồng 9 tháng Giêng năm Quý Sửu sinh một con trai diện mạo khôi ngô, hình hài to lớn, sau lưng lại điểm tựa như xác rắn. Vợ chồng họ Lêu mừng vui khôn xiết, bàn với nhau, ở hiền gặp lành, trời ban quý tử, rồi đặt tên con là Minh. Được một năm, địa phương ấy bị giặc nhà Ngô cướp phá, dân tình sống trong cảnh lầm than điều đứng.
vợ chồng họ Lều phải mang con đi nơi khác lánh nạn. Khi tới bến sông Thương thuộc Trang Thọ Sương gặp cơn phong ba làm đắm mất thuyền, nhưng may có người trong Trang là Nguyễn Công Quyền, tuy đã 60 tuổi mà vẫn sẵn lòng nghĩa khí, sai người vớt được hai vợ chồng và con họ Lều mang về nhà tư dưỡng. Ở đấy được 3-4 tháng, vợ chồng họ Lều từ tạ Nguyễn Công Quyền mang con đi nơi khác, nhưng 3-4 lần hễ đem con ra tới bến thì trở lại nổi phong ba không sao đi được. Vợ chồng biết cơ trời đã định đành phải cùng con lưu lại. Nấn ná năm này qua năm khác, thấm thoát con đã lên 6 tuổi. Vợ chồng Nguyễn Công Quyền là người có phúc hậu lại giàu có, bàn cho con làm nghĩa tử, rồi về thăm cố hương. Hai vợ chồng đi, không bao giờ trở lại và biệt vô âm tín. Người con lớn lên, thiên tư đĩnh ngộ, tài thông văn võ, ngày tháng chưa tập nhân tài. Hội họp trong Kinh Nhượng, tức thuộc xã Cung Nhượng bây giờ, giáp địa phận Thọ Sương. Năm 23 tuổi, tiếng tăm lừng lẫy một phương. Niên hiệu Càn Phù, quân Chiêm Thành sang xâm lấn nước ta, vua sai quần thần dẹp loạn nhưng dẹp mãi không yên. Lều tướng công thấy vậy, nổi lòng ái quốc, thể đem tính mệnh đền ơn non nước, kết tập nhân dân làm một đội quân cảm tử, thẳng đường tiến đánh giặc Chiêm Thành. Vua rất cảm phục, vời vào bệ kiến và phong chức đại tướng quân cho cầm quân đi tiêu phỉ. Đánh trận nào thắng trận đấy, quân Chiêm Thành chết hại rất nhiều, còn lại ít nào xô nhau chạy trốn. Nhờ thế mà nước ta trở lại cuộc thái bình thịnh trị. Vua ra phong Lều Công làm đô thống đại tướng quân, tướng công trở lại Thọ Sương hát khúc khải hoàn, khao thưởng quân sĩ ở Trang Kinh Nhượng. Giữa tiệc đông vui, tướng quân bảo dân chúng rằng: ta sống thì phò vua giúp nước cứu dân, chết đi ta sẽ phù hộ dân khang vật thịnh. Phụ lão đều tỏ lời cảm ơn công đức. Tướng quân về nhà nghỉ ngơi 3 tháng, chưa kịp lại triều, gặp ngày biến động. Quân Chiêm Thành do đường thủy lên đến Trang Thọ Sương, rồi trong khi bất ngờ đánh úp tướng quân. Tướng quân bị thương chạy đến Trang Kinh Nhượng, tự nhiên trời đất tối tăm, mưa to gió lớn, rồi thác ở đó. Ngày hôm đó là ngày 23 tháng 5, mối sông thành một cái đống thật to ngay chỗ tướng công thác, nơi ấy gọi là xứ Mã Vua, hiện nay vẫn còn lăng. Sau ngày tướng quân hy sinh, chuyện kể là bà Phạm Thị Từ Ân ở Trang Phú Yên, người con gái Trang Phú Yên, bà là vợ chưa cưới của Lều tướng công, đã tập hợp tráng binh tiếp tục đánh đuổi giặc Chiêm Thành, đến tận ngã ba Phượng Nhãn mới quay lại quê nhà và bà đã tuẫn tiết theo tướng công. Hôm đó là ngày 22 tháng 9 âm lịch, nơi bến sông bà tuẫn tiết nhân dân gọi là bến bà. Vì vậy được triều đình ban tặng sắc phong là Sâm Thị Từ Ân Phu Nhân, tôn thần hộ quốc tí dân, lẫm chứ linh ứng tứ linh phong thừa oanh mận miên niệm thâm sàng, chứ phong vi tế tĩnh dực bảo trung hưng trung đẳng thần. Sau ngày tướng quân hy sinh, Trang Thọ Sương cảm việc thời gian nhớ ơn cứu quốc, bèn dựng đền thờ trên bờ sông Thường. Hai xã Cung Nhượng trước là Trang Kính Nhượng và xã Hòa Yên cùng tổng cùng lập đền thờ kỷ niệm. Nhà Lý ban sắc phong đương cảnh thành hoàng đại tướng quân thượng đẳng phúc thần đại vương. Trong chiến công đánh thắng giặc Chiêm Thành, bảo vệ tổ quốc, có công đóng góp rất lớn của nhân dân các làng Thương, Hòa Yên và Cung Nhượng. Năm có giặc Nguyên Mông xâm lấn bờ cõi Đại Việt, vua Trần Anh Tông thân chinh đem quân đi dập giặc. Khi qua bến sông Thường, qua đền Thọ Sương, giữa trưa tự nhiên nổi cơn phong ba bão táp, không sao đi được, phải đóng quân nghỉ lại. Trong khi giấc điệp mơ màng, vua thấy một người to lớn, mũ áo cần đài, hào quang rực rỡ, nói to rằng: tôi là Lều Nam Bình Giang Sứ, hiện làm phúc thần chốn này. Thấy nhà vua đi tiêu giặc, tôi xin lại giúp vua. Nói xong biến mất, lúc tỉnh dậy, vua sai lập đàn để lễ tạ. Đến khi giao chiến với giặc, vua thấy trong đám quân địch một người to lớn, quát tiếng như sấm như sét, giặc sợ chạy toán loạn, thế là bình được giặc Nguyên. Vua về tới triều, sai ngay đỉnh thần mang sắc ra phong là Nam Bình Giang Đô Thống Đại Tướng Quân, kiêm hạt Lều Sứ Thượng Đẳng Tối Linh Đại Vương và cho nhân dân 30 quan tiền để dầu hương phụng sự. Làng Thọ Sương lại được miễn binh lương thuế 2 năm. Nhà Trần phong là Nam Bình Giang Đô Thống Đại Tướng Quân Thượng Đẳng Tối Linh Phúc Thần Đại Vương. Trên khu mộ của ông có bia ghi tên tuổi công danh của Lều Tướng Công. Dòng họ Lều này còn lại ở Thọ Sương với số lượng ít. Trong đền ở làng Hòa Yên, sắc phong và các tài liệu ghi tên tuổi của ông theo họ Phương, có thể sau thời Lý, nhà Trần lên ngôi, nhưng ai theo họ Lý sợ nhà Trần tiêu diệt nên đã chuyển họ,
chữ lều thành chữ phương, trong sắc có lẽ là như thế. Về sau, dân làng các xã dọc đôi bờ sông Thương cũng được triều đình cho phụng thờ vị Đồ Thống Đại Vương, có nơi gọi là Minh Giang Đồ Thống Đại Vương. Hầu hết không nơi nào rõ lai lịch và không có thần sắc. Chữ Bình trong Nam Bình Giang chuyển thành chữ Minh cũng là do thiếu hụt tư liệu ở các làng xã. Ở Mỹ Lộc, đền Đô Thống được gọi là Đô Thống Tử. Bên bờ sông Thương thuộc xóm ngoài, qua hướng Tây, nhỏ bé về quy mô kích thước. Ở An Hà, nghe thờ ông chung với Cao Sơn Quý Minh. Ở Bố Hạ, thờ bên đền Bến Nhãn. Non sông nước Việt phải giữ yên cho dân tỉnh thịnh vượng. Nam Bình Giang Đô Thống Đại Vương là người được triều đình ủy thác trông giữ lưu vực sông Thương. Đó là một trọng trách, cùng với các danh tướng khác gìn giữ các miền núi non, việc phụng thờ Nam Bình Giang Đô Thống Đại Vương chính là xuất phát bởi các ý nghĩa đó. Đền thờ Lều Văn Minh nằm cạnh ngôi chùa làng hiện nay, hướng Đông Bắc, chung một sân, tạo thành một quần thể di tích đẹp. Ngôi đền thờ này được nhân dân địa phương tu dựng lại trong những năm gần đây, nhưng kết cấu kiến trúc nó vẫn giữ được thành phần cơ bản thuộc thời Nguyễn. Đền gồm có quy mô 3 gian 2 dĩ, quy mô nhỏ nhưng gỗ lim chắc chắn, không có chạm khắc cầu kỳ. Diện tích mặt tiền của đền là 76,8m², chiều cao cột cái là 3,83m, cột quân là 2,86m, từ đền đến nóc là 4,5m. Bốn vì kèo cấu trúc đơn giản, kiểu thượng chữ đinh, hạ kẻ truyền. Hai trái kiểu bán mái là thành phần kiến trúc mới thêm sau lần tu dựng đền. Mỗi trái lại có tường ngăn với 3 gian ngoài của đền, chỉ để thông nhau bởi một cửa vòm rộng ở giữa và cửa ngách bên cạnh phía trước đền. Ở gian giữa đền có ban thờ xây gạch cuốn vòm cao 1m, bên trên đặt tượng Lều Tướng Công và các đồ thờ tự khác. Trong số đó đáng lưu ý nhất là một độc bình sứ thời Lê rất đẹp và một số nậm rượu. Tượng Lều Tướng Công được tạc bằng gỗ mít, phong cách nghệ thuật thời Lê độc đáo, điêu luyện, tư thế ngồi trên ngai nghiêm trang điềm tĩnh. Chiều cao từ đỉnh mũ xuống đến đế dưới là 1,2m, bề ngang là 0,70m. Tượng và ngai đều được sơn thép chạm trổ công phu, đến nay còn chắc chắn. Phía dưới đằng trước tượng Lều Tướng Công là hộp sắc phong, trong đó hiện còn 4 đạo, 2 đạo sắc phong cho ông, 2 đạo sắc phong cho bà. Ngoài ra còn có một đạo về Đức Thánh Trần ở trong thôn để chung vào đó. Bên tay trái, có ban thờ cũng xây chát như bên phải, trên đặt bát hương phối hưởng và thờ hậu, những người có công với dân với nước. Ngoài ra ở trong đền còn có một giá chiêng, một giá trống được chạm khắc công phu điêu luyện. Nó là tài sản văn hóa cổ góp phần vào tiếng nói giá trị chung của di tích. Bề ngoại thất đền, đằng trước là sân gạch dài rộng, bên tay trái là ngôi chùa cổ, trong đó hiện còn nhiều pho tượng Phật đẹp. Ngoài cùng là cổng ra vào mới được xây dựng, xây chát đắp vẽ đẹp. Các công trình bổ trợ như nhà tạo soạn, nơi thờ mẫu và các liệt sĩ. Long bộ đặt nhìn về hướng Tây, xung quanh được khuôn lại bằng tường gạch xây chát kín cao 1m, bốn góc có 4 cột trụ tạo dáng đẹp. Tường đằng sau mộ ở giữa xây ban thờ áp vào, trên tạo hình cánh phong và đặt đỉnh hương lớn. Tường hai bên ở giữa xây vòm bảo vệ 2 tấm bia đá rất chú đáo. Mái trên mui luyện như hình long đỉnh, giữ cho mặt chữ khắc trên bia không bị mưa nắng bào mòn. Một tấm bia tuyên dương công đức, một tấm ghi khắc sự tích Lều Tướng Công chi mộ. Nội dung tấm bia quan trọng này đã được nhà sử học Trịnh Như Tấu dịch và in trong sách Bắc Giang Địa Chí và các nhà nghiên cứu của Viện Hán Nôm in dập mang về lưu trữ quốc gia và dịch cho nhân dân địa phương. Trung tâm của công trình này là phần mộ Lều Tướng Công, được xây khuôn tròn xung quanh, trên để cỏ mọc tự nhiên, diện tích chừng 6m². Xung quanh mộ là nền khu lăng được xây chát toàn bộ bằng đá, diện tích 8,1m x 7,8m. Cửa ra vào được xây chát 2 cột đồng trụ cao to, đắp vẽ đẹp công phu, trên đỉnh tạo hình 2 con nghề trầu vào nhau. Bốn phía ngoài của lăng mộ Lều Văn Minh là cánh đồng của thôn Hòa Yên. Phía trước và sau lăng mộ đều có mạch nước thông thủy. Nhìn chung vị thế địa lý của khu lăng rất đẹp, tạo nên vẻ tôn nghiêm cho khu mộ cổ độc đáo này. Qua đây, ta thấy hiện trạng của di tích đền thờ và lăng mộ Ninh Bình Giang Đô Thống Đại Tướng Quân, điểm hạt xứ, còn rất chắc chắn, được nhân dân bốn làng quan tâm tu bổ khá khang trang đẹp đẽ để ghi nhớ chiến công oanh liệt của tướng quân lúc sinh thời. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Quý vị nhớ hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Hẹn gặp lại quý vị trong những clip sắp tới. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877.
Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc.